Mình chào các bạn nha. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái vấn đề là hôm bữa có đứa em á, nó hỏi mình á, là ví dụ như mình kích á, mà nó cứ lì lì nằm hoài, nó không chịu ra lọc hay là nó không có chịu ra ra bông, mà nó cứ cái đầu nó cứ nằm nó chì hoài, nó không chịu ra, mặc dù là đã kích khoảng 3 lần rồi. Rồi một cử DH05 nữa các bạn, mà nó cứ nằm chì chì hoài, nó không chịu ra. Thì bữa giờ á là mình thấy cái kinh nghiệm thực tế á, mình theo dõi quan sát á, thì do thời tiết đó các bạn, thì các bạn biết á là thời tiết lúc mà mưa dầm á, với lại mưa nhiều ngày liên tục á, thì mấy cái đầu đỉnh sinh trưởng á, nó sẽ nằm im đó các bạn, nó không có ra được đâu, nó nằm im đó, nó chờ nắng đó các bạn. Khi mà có nắng lên nè, nắng tốt lên giống vậy nè, đó là bắt đầu là nó sẽ bung ra nè. Cái của mình nè, hôm bữa giờ mưa liên tục luôn, là mình kích rồi đó, là nó nằm im hoài à. Mấy bữa nay nè, là hôm qua với hôm nay rồi á, là mấy bữa giờ nó có nắng buổi sáng với buổi trưa rồi đó, thì tối nó cũng bữa giờ tối tối nó cũng mưa mưa các bạn, thì bữa nay nó mới chịu lú ra nè các bạn. Đó, cây xà thái nè, nằm im bữa giờ luôn, mà mình đã kích nhồi 2 lần rồi đó mà nó nằm im hoài, thì bữa nay nó mới chịu lú ra nè các bạn. Đó. Nè. Đó. Bữa nay nó mới chịu giọt ra các bạn nè. Đó. Thì thường thường mình kích á, thì một là nó ra bông, còn hai là nó ra lọc, nhưng mà nó phải ra mới được các bạn, còn nó nằm im im hoài là khó chịu lắm các bạn nè. Như bữa nay thì cái thời tiết thuận lợi nè, thì nắng lên á thì nó mới chịu bung ra nè các bạn nè. Mấy cái đầu này nó có ghẻ nè, chưa chịu bung nữa nè. Thành ra mình nói là cái thời tiết á, nó rất là quan trọng đối với cái vấn đề là xoài nó có ra bông được hay không các bạn. Cái đầu cùi này mà bữa nay là nó cũng ra được nữa các bạn. Thì mình kích á, một á là cái cây nó sẽ ra bông, và hai thì cái cây nó sẽ ra lọc các bạn. Thành ra không có biết trước được, nếu mà mình đủ bắt lo, mình đủ tạo mầm thì cái cây của mình nó ra bông được các bạn. Còn nếu mình không đủ cái món đó thì nhiều khi cái cây mình nó lại đi lọc. À, như cái để mình quay cho các bạn coi, cái cây này là cái cây sợ thái thì bữa nay nó mới chịu chỗ các bạn. Còn cái cây hòa lọc nè, cái cây hòa lọc bữa nay nó cũng chịu chỗ nè các bạn. Đó. Cái vườn này là cái vườn mình mướn đó các bạn, thì mình đã bao trái hình mới rồi đó, trên cây nó bao và trái nó cũng còn nhỏ các bạn, chưa thu hoạch được, cỡ 1 tháng nữa mới thu hoạch được nè, trái nó còn nhỏ nè. Rồi mình mới kích thêm các bạn nè, mưa mưa nè, nó hư bông rồi các bạn ha. Đó, mình mới kích thêm thì nó được thêm mớ bông nữa, rồi mình cũng đang chăm sóc. Rồi có mớ thì những cái cây nào mà nó chưa ra thì mình kích đợt này thêm á, thì nó nhồi nó ra. Thì những cái cây nào mà hôm bữa mấy cái bông nó bị hư đó các bạn, rồi mình bẻ, rồi bữa nay mình cũng kích lại luôn. À, bữa nay nó cũng nhú nhú nè các bạn, thì có nắng lên nó mới chịu nhú, còn mưa hoài á, thì nó nằm im hoài các bạn. Thành ra cái thực tế nó là vậy, thì mình chia sẻ với các bạn là cái thực tế ở trên cái cây xoài của mình á. À, mưa nè các bạn, mưa nó cháy bông nè, mưa mới tối hôm qua nè, mấy cái bông này thì nó yếu rồi nó cháy luôn. Bẻ luôn nè, có nắng lên nè các bạn, có nắng cái là nó mới chịu phục cái đầu ra, còn mưa hoài á là nó nằm im đó, nó chịu các bạn, nó không chịu ra đâu. Bữa nay nó chỉ mới chịu ra
Mấy cái cây này là mấy cái cây mà hôm bữa nó chưa ra được đó các bạn, cũng xử lý đồng loạt luôn, nhưng mà cũng có vài cây nó sẽ không chịu ra. Rồi mưa gió thì có một mớ cây nó bị hư nữa các bạn, hư bông. Rồi mình mắc kích lại nhồi thêm một lần nữa nè, bữa nay nó mới chịu lú ra nè. Cái đầu này là nó muốn lú lú ra nè, đó lú ra nè. Chỗ mình là mưa liên tục luôn các bạn, mình mới quay cái clip trước đó gửi cho các bạn coi á, là cái vườn của ông bạn mình á thì bữa nay đậu trái được rồi. Còn cái vườn của mình, vườn này bên đây là vườn mình thuê, là nó gì đây. Mấy cái kia thì mình bao lại hết rồi, mình bao lại thì chắc có tháng nữa là mình có bẻ rồi. Đợt này mình cũng xài bao cũ á, còn bao gì thì xài bao đó. Mưa nó bị cháy bông nhiều lắm các bạn. Đợt này thì nó có mới nó đầu nó ra lọc rồi các bạn đó. Nè, cái nào là nó ra lọc là ra lọc à, nhưng mà nắng là nó mới ra, còn nào nó ra bông được thì ra. Này, như cây này thì nó đang đang ra được mớ bông rồi các bạn, thì nó ra bông thì mình cứ săn sóc mình ăn thôi, đậu được nhiêu đậu, tại vì bản thân ở trên cái cây của mình đã cũng có mớ trái rồi. Này là mình kích nhồi thêm những cái đợt nào mà nó chưa ra được á, thì mình kích thì có thể nó ra thêm đó. Thì cái trường hợp mà mình kích này đó các bạn, thường thường là mình nói mình kích lòn đó, là kích khi mà cái cây nó đang mang trái á là mình kích luôn. Thì đợt này mình kích có cây nó vẫn ra lọc bình thường nha các bạn, chứ không phải cây nào cũng ra bông được đâu. Đây nè, cây này thì ra bông nè đó. Còn ông này thì ông ra lọc nè đó. Ông này ông ra lọc đủ hết trơn nè, tú hết trơn nè, có được mấy cái bông. Cây sè thái nè, sè thái này hồi nãy, cái cây sè thái nãy á, thì nó ra bông. Ở cây sè thái này thì lại ra lọc, mà hình như là cái cây sè thái này hôm bữa không biết mình có đổ gốc sót không nữa nè, bữa nay ra lọc túa cho nè đó, lọc không. Thì cái này thì chắc để sè bùa luôn rồi, lọc đỏ hết luôn, không có ra được đầu bông nữa đấy. Đó chắc để ăn sè mùa luôn. Này của mình đây thì sè này là được còn tháng nữa thu hoạch các bạn. Này mấy cái đầu cùi bữa mình bẻ nè các bạn, bữa nay nè đó, nó nhú 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 ra hết nè, nhú thì thấy nó quéo quéo á, thì thấy có lý, quéo quéo thì khả năng nó ra bông nè. Đợt này nó có hột nè, còn nếu mà nó thẳng băng thì cái đó là lọc các bạn. À, như cái đầu cùi này nè mình kích này đó thì nó ra bông nè đó. Đây nè, cái đầu cùi mỡ mình bẻ nè, nó mình kích nè thì nó lú thêm được mớ bông. Thì vẫn có những cái thì nó ra lọc các bạn, thì mình xài thuốc thì xài các bạn, nhưng mà do cái cây nó quyết định đó, chứ không phải mình xài thuốc là thuốc ảnh hưởng tới cây hết được đâu. Cái cây nó phải có cái trách nhiệm của nó là chống trả lại các bạn, tại vì cái này đâu phải mùa bông của nó đâu. Như này thành ra nó phải
nó phải tạo cái sự tự vệ của nó các bạn, để mà nó không có cho ra. Nhưng mà nó ra được mớ nào thì mình hay mớ nấy các bạn, chứ còn mình đòi hỏi mà nó ra đều như sài mùa thì không được đâu các bạn. Rồi, hôm nay chia sẻ với các bạn một cái vấn đề là mình kích nhưng mà tại sao nó không có chịu, nó không chịu ra ha. À, nó cứ nằm im về hoài nó không chịu ra ha. Đây nè, là cái đầu này nó khô nè. Rồi mưa đó là nó không có chịu lú đâu các bạn. Nó đợi nắng các bạn. Đó, nắng nè. Nắng lên nó mới chịu lú ra. À, cái đầu này nó lú ra rồi nè, mà còn cái đầu kế bên nè, nó còn chưa lú nữa nè, thấy không? Chưa chịu ra nè các bạn. Ra mình phải chờ thôi, nắng vài bữa nữa thì có thể nó nứt nó ra. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.